sữa dưỡng lớp Manto, ứng cái bụng, free dọc lâu. Tôi, cứu tôi, trời ơi, cho tôi này. Mỗi đời sẽ có. Sao vậy? Hương ơi, bộ bạn này được sao vậy? Đúng rồi. Nhưng mà đôi Mantogang luôn sắc cánh bên bàn. Về còn nhiều điều diêu ghi đang chờ ta khám phá. Đó khám phá đi. Tôi phát hiện ra một bí mật nữa. Nấm. Ấy giờ kỳ cũng nhìn năm ấy. Hả? Ăn với bà. Ê, biết sao không? Mình mà xuống dưới chơi trò chơi là giống vậy luôn á. Cô đi. Ông ăn cái này đi, ăn là lớn anh á. À, lớn rồi hả? Lên level. Mẫu của. Ê, không, cái đấy anh đấm vào Timo ấy, ăn thế. Nấm độc, anh Timo. Cái đầu thai đó ông nội ơi. Thôi nằm nghỉ ngơi xíu rồi mệt. Ê nhưng mà đêm mát đấy. Ngồi xíu đi, nghỉ xíu. Cầm trại lên, okay, hay là mình cầm trại cái nhờ mọi người. Dạy già mà tôi là đại gia. Cho luôn. Có lớp Mentos tại chợ mà lo gì. Đúng rồi. Ê nhưng mà sữa chua hay là vị sữa chua gì đấy? Vị gì? Vị nho. Vị xanh tuyết đi, xanh tuyết chưa ra nhưng mà mình lại đặt trước. Đúng nha, lấy bài rồi nha. Lấy hộ. Kéo nè. Gọi xì bạn. Bạn ơi, bạn khôn quá vậy. Hay đó. Tôi có một con xì à, đừng ai con xì thôi nha. Ngủ lên. Cái gì hay lá mà mày đòi ngủ lên. Năm lá rồi, mặt là biết ngủ luôn rồi. Ủa gì bạn mà kéo gì mà nổi? Kéo gì mà nổi? Không, đang kéo dùm cái gì? Kéo xuống. Ờ, thấy cũng đủ rồi đó. Chị gặp các bạn ở đây hả? Giao diện lạ thì cấu hình quen lắm nha. Lại đi. Các bạn không nhận ra mình à? Ủa? Cái bạn đòi hung quá. No! Phải không nè? Mình là Jong Chu đấy. Jong Chu đấy. Bạn ơi. Sao giao diện lạ vậy? Sao bạn ra nông nổi này? Thì chỗ nãy á là cái anh Huy kia anh đi gặp mấy đĩa bay xong rồi anh bị bắt lên, xong Jong Chu cũng bị bắt lên, xong rồi Jong Chu xuống đây Jong Chu như vậy luôn. Ê. Cho kiểm tra. Cho đi ói cái đó. Sao nói Jong Chu như vậy? Jong Chu chọn tổng thống.
Giang Su chọn chọn thương. Cho mình hỏi là hồi nãy là trong lớp mình có một bạn đòi hôn. Không nhớ. Nhưng mà Gu Yeon Chu không phải anh này. Gu Yeon Chu mấy anh sáu múi giống như cái anh dẫn chương trình hồi nãy á. Quán trò hồi nãy cơ. Dạ anh này sáu múi. Hỏi tiếp. Sao lại đối xử với Yeon Chu như vậy? Như vậy. Ok, bây giờ các bạn đã sẵn sàng để chơi trò chơi thử thách tiếp theo chưa? Nhưng mà chưa hôn mà. Chưa hôn. Hôn đi mới chơi. Hôn cái đi. Không được, bây giờ nếu mà hôn thì ba mẹ Yeon Chu buồn lắm. Đúng rồi. Thôi bọn mình chia cho anh thấy đâu. Vậy thì Yeon Chu miễn cưỡng nha. Các bạn đừng nhìn nha. Yeon Chu con gái Yeon Chu cũng ngại lắm. Cứu tôi, trời ơi. Thật ra thì khi mà hôn thì Yeon Chu đổi gu. Mặn mặn, chua chua. Hả? Hôm nay bạn phải hát bài nè. Vì cô của anh. Gì vậy ba? Yeon Chu không biết bài đó. Nhưng mà nãy giờ các bạn chơi cái gì vui ở đây quá vậy? Chơi gì? Đánh bài hả? Không. Coi tử vi. À coi tử vi hả? Yeon Chu cũng muốn coi. Thôi bây giờ đổ Yeon Chu biết nha. Đổ Yeon Chu biết con gì có mấy chân. Con gì có mấy chân? Vậy thì câu này dễ hơn. 1 + mấy = bao nhiêu? Cái gì vậy anh ơi? Không, câu này dễ nữa nè. Ai tạo ra cái đó vậy? Nhưng mà Yeon Chu hỏi các bạn là tại sao là Chu ăn hết tới lại làm chi? Nhưng mà trả lời xong mới trả lời. Ok, bây giờ chúng ta vào chương trình luôn đi ha. Để không làm mất thời gian của các bạn nữa. Yeon Chu không giỏi tiếng Việt mà Yeon Chu nói nhiều quá. Yeon Chu ơi, Yeon Chu anh nấm không? Anh nấm không Yeon Chu? Ồ, nấm linh chi của nhà Yeon Chu trồng đấy. Anh đi mời Yeon Chu ăn. Ăn cái đó là không, các bạn không về được đâu. Thử thách tiếp theo của các bạn là con đường rực lửa nha. Ok, thì chúng ta sẽ có 4 cái gương bị khóa bằng ổ khóa. Mỗi gương dán tương ứng với số điểm. Trong mỗi gương là 10, 20, 30 và 40 điểm. Các bạn thấy gương đó chưa? Cái gương. Cái vali á. Đúng rồi, ở quê mình gọi là cái vali. Và nó đã bị khóa rồi. Hồi nãy thì cái đội thắng các bạn đã được một chìa khóa đúng không? Ai giữ chìa khóa? Đây. Bạn giữ đi, tại vì cái khóa này khóa số.
Ok, thì tiếp tục là mỗi lượt chơi, thành viên sẽ chọn ra mẹ một gương bất kỳ. Sau khi xé giấy cái mật khẩu thì thành viên sẽ có 10 giây để mở gương, chạy về phía đội mình. Hết 10 giây thì đội bảo vệ sẽ đuổi theo. Nếu chạm vào người lấy thì sẽ xem như là thử thách thất bại. Lấy lại trong vòng 10 giây, nếu mà xong 10 giây thì John Chu sẽ cử gia đình John Chu ra. Ở đi cái gì vậy? Tự nhiên Cái nhín vậy? Cử gia đình John Chu ra bắt cóc các bạn. Ê, John Chu này cà lâm quá ha. Ờ hả? John Chu thì nét. Ok, đội nào có động số tổng số điểm cao hơn. Các bạn xin lỗi các bạn, John Chu không gành tiếng Việt. Cho nên là các bạn chịu khó nghe nha. Không sao, John Chu vốn là một bạn thiết kế vĩ đại mà. Ok, đội nào có tổng điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng và nhận được chìa khóa từ quán trạm. Ủa là đội bây giờ chia như thế nào vậy? Mỗi đội sẽ có... Mỗi đội sẽ có... Mỗi đội sẽ có... Sao vậy? Hương ơi! Ủa bạn này bị sao vậy? Sao bạn bị sao vậy? Tôi bị xỉa. Bạn xỉa rồi, thôi các bạn xin ra để John Chu xử lý. Ủa không nhìn tao? Không, John Chu đề nghị là tạt nước bạn này cho tỉnh lại để chơi tiếp. Không phải cái bạn này bạn Hương mà bạn Hương bị té bên đèo. Hả? Hương bên đèo à? Hương bên đèo à? Té bên đèo là gì? Hương té bên đèo. Heo bên được. Bây giờ để tụi mình đưa bạn Hương về nghỉ nha. Bây giờ có 8 người thì sẽ chia 2 đội, nhưng mà nếu như bạn Hương mệt rồi thì làm sao chia đội? Bạn chơi cùng được không? Nhưng John Chu không biết chơi. Thôi đi về đi. Chơi. Ủa rồi bạn Hương sao? Đưa bạn Hương vô nghỉ đi. Vô đi. Nào biến hình. Không. Để đây. Nhà John Chu có đội vệ sĩ. Chứ mời đội vệ sĩ à. Xin mời. Rồi. Đưa vô. Đó thì... đó cho thấy cái sự chuyên nghiệp của gia đình chúng tôi. Thì cái điều quan trọng muốn chia sẻ tới các bạn nữa là thông điệp trò chơi. Trò chơi nào chúng ta cũng sẽ có thông điệp. Đây là trò chơi kết hợp giữa sự khéo léo. Đây là trò chơi kết hợp giữa sự khéo léo và khả năng men biến linh hoạt khó khăn. Mọi người phải dựa trên khả năng của bản thân để vượt qua được áp lực thời gian và mang về thành tích của bản thân mình. Hay quá, học. Anh đừng nhìn em nữa. Trò chơi này sẽ giúp mỗi cá nhân thể hiện sự bản lĩnh và sự khả năng tư duy để giành được huy hiệu Leo Lót từ quản trò John Chu. Gì mà nổi là gà luôn á. Ok, bây giờ mời hai bạn nữ bước ra. Hai bạn nữ kìa. Bạn nữ hả? Tụi mình nam mà. Vậy hả? Nam của đi mà. Rồi, hai bạn biết chơi quảnh tù tì không? Khó quá à. Không biết chơi đâu, vô lại đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh no. Rồi. Thua chọn trước. Ở đây luật chúng tôi là như vậy. Rồi. Xin lỗi. Mình chọn bồ mình. Rồi. Là ai? Bạn có chọn bạn bồ bạn không? Tớ chọn bạn. Bạn chọn bồ bạn không? Tớ chọn bạn tớ. Bạn có là ai? Bạn đó này. Ok, bây giờ chúng ta những ai chưa được chọn thì vô giữa, còn ai được chọn thì qua bên đây. Đội của mình mời bạn qua bên đây. Chắc là Minty đứng một phía ngoài đó bên đây. Ê, xin lỗi. Đứng một bên. Rồi mình chọn tiếp đúng không? Rồi ok, tới bạn chọn. Mình chọn bạn. Cảm ơn bạn. Rồi. Ai cho đăng quay hoa hậu luôn đi. Chắc chắn hỏi Minty rồi. Mình chọn Cody. Rồi. 50-50 rồi. Không. Còn bố trước là ao hậu 3. Ủa vậy hả? Ao hậu 3. Cú này mới gây cứng. Không. Công bố là mình phan gì? Không, bên này gây cứng. Mình chọn tuồng. Ừ.
Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Ê, thôi đội bên kia chơi ba người đi, là cân ăn cân rồi. À, như vậy là như vậy là Minty Minty xỉu. Minty chuẩn bị xỉu. Ok, luật chương trình chúng ta sẽ là ai nếu mà ai mà chơi mà xỉu dưới chừng sẽ lấy cái dù để chọn cái cho tỉnh lại nha. Cái nét chung chung này hơi lạ lạ nha. Rồi ok, các bạn đã sẵn sàng chơi chưa? Sẵn sàng. Vậy thì chơi thôi. Ui. Ui. Ủa? 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 Yêu quái. Sao hồi nãy? Chị mới xỉu mà. Ủa, mới xỉu xong mà. Bỏ tay xuống đi. Bỏ rồi. Cái gì cái gì? Cái gì vậy? Không không, để giải thích cho. Đây thật ra là anh quản trò Trung Huy đó. Hả? Sai rồi. Tôi không phải là Lan Hương, tôi là Helen. Hả? Hả? Helen. Helen là Hương Lê đó. Helen là Hương Lê đó. Helen là Hương Lê. Cô đi tức là đi cô. Thôi mình tiếp đi. Nói chung là tôi không phải là Lan Hương nữa rồi. Ở đây là đội vệ sĩ Blackpink của tôi. Blackpink. Đâu? Binh đâu? Web Binh. Binh ở bên trong. Binh ở bên trong. Tuyệt vời. Này binh cái binh cao quá lắc. Binh ở bên trong. Các bạn mới nhanh lên nha, nếu không là đội vệ sĩ của tôi sẽ chụp mấy bạn. Dạ. Chụp hình đó, chụp hình đó vô tàu vé lên em. Ok, ngồi vé ra. Không, quay mặt lại. Chụp chưa, chụp chưa. Chụp hình chưa. Chụp chưa rồi nè. Ok, lẹ chơi lẹ nè. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quyết định xem đội nào chơi trước bằng cách là bánh tô xì. Được. Xin mời đại diện của mỗi đội. Ủa, rồi. Hai đội trưởng. Anh đi. Nhưng mà xí mình nói trước. Giờ là thắng thắng quyết định, thắng quyết định, thắng quyết định. Vậy đi chứ, cái bà nghe bà hay dông chu tùm lum lắm. Đó, đó là luật. 1, 2, 3. Không cho. Còn các bạn muốn đi trước hay đi sau? Anh đi sau rồi. Mời các bạn. Ok, tụi mình thấy trước nè. Bây giờ em chạy đầu tiên đúng không? Ừ. Thế thì anh chạy thứ hai thì bị anh dây chằng. Hai người này chia nhau 3-4. Ok. Helen ơi! Helen ơi! Đội mình sẵn sàng rồi! Ok! Bắt đầu! Đúng rồi! Đúng rồi! Lát đi về nè. Bị đau thì sao á? Đúng rồi, tạo dáng đi chị. Bị đau rồi. Bị đau lưng á. Nhanh lên nha. Giờ ta là có 10 giây này. 1, 2, 3 10 Nếu không kịp thì xách cái vali về luôn. Chạy lẹ đi, chạy lẹ đi, chạy lẹ đi. Chạy lẹ đi, chạy lẹ đi. Bye bye. Bye bye. Có cần phải đeo theo đúng thứ tự số vali không ta? Không. Bao nhiêu cũng được. Em mở từ từ cho mọi người lấy mặt này. Chưa tính giờ, chưa tính giờ nha, chưa tính giờ nha. Rồi xong. Ba khỏi bốn bà khỏi bốn bà chạy mệt nhất luôn á. Ít giây lại đi, 7 giây. Tiếp đi, tiếp lên luôn, lên luôn đi. Lên luôn. Đi từ từ thôi. Cái bạn báo hồng này.
Rồi nhảy sexy đi. Nhảy sexy đi. Rồi nhảy sexy đi. Nhảy sexy đi. Coi mẹ đứng bao dáng vậy. Rồi về đây luôn. Rồi đi về. Nó là con tôi rồi đó. Nghĩ tôi rồi đó. Chạm tay là tính điểm ở đây. No. Ủa nhanh quá vậy. Ủa nhanh quá vậy. Sao nhanh quá vậy. Chạy đi chứ. Này thì khiêu khích này. Trời ơi. Ủa sao nhanh quá vậy. Bà tạ. Cái gọi là mấy đứa hay ra vẽ nè. Hình như giải thoát được nó rồi, nó lại bị bắt rồi kìa. Đồ con bao. Kìa, đi lên luôn đi. Cố công giải thoát mày cả buổi sáng. Mày bị bắt nữa rồi. Lại vào chuồng rồi. Hãy đợi anh. Anh tới với em đây. Tới bà nữa đó. Tính giờ rồi đấy. Tính giờ đó. Tính giờ rồi má ơi. Rồi nhỉ. Lên đi, lên đi. Lên đi. Ủa alo. Alo. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Ủa là sao? Alo. Ê, ê, phụ 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 kéo 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 bây giờ mà kéo 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 đừng có đụng tôi, đừng có đụng tôi. Mày không hạn chịu khó. Kéo cái vali thôi. Nói được không? Nè cái cái mã đi nè má. 331 đúng rồi. Đừng ai đụng tôi nha. Rồi ok. Rồi, rồi, chạy chạy đéo. Chạy chạy đéo. Chạy. Không không không. Đây là nhà của anh mà em. Hả? Ghê đó. Ủa. Ghê đó. Ủa. Ủa sao cơ cấu quá vậy? Đây là thẻ trọng tài. Ủa rút cuộc tại sao? Đây là sự có lợi của người nhà. À, nhà John Chu có đội vệ sĩ. Chứ mời đội vệ sĩ ạ. Xin mời, xin mời, xin mời. Đó cho thấy cái sự chuyên nghiệp của gia đình chúng tôi. Wow, dữ dữ. Tùng được cứu luôn à? Tôi được cứu luôn. Tới lượt chơi của đội thứ hai. Vì hồi nãy tụi tôi đã gian một lần, cho nên là bây giờ tụi tôi sẽ cho đội các bạn một ngôi sao hy vọng. Bây giờ các bạn muốn tặng ngôi sao đó cho ai? Đây, cô đi, cô đi. Đây. Ok, cô đi đúng không? Rồi. Chuẩn bị cho ai chơi trước nè. Ai chơi trước kìa. Đây, đây, mình lên đây. Ôi, thể hiện quyền lực cái nào. Từ từ thôi, đi từ từ thôi. Rồi, Min Kiki. Từ từ thôi, từ từ thôi. Quyền lực lên, quyền lực lên, quyền lực lên. Lên siêu vũ với Lan Hương xuống rồi mở sau. Là đi như thác gì đĩa đệm vậy đó. Là đi thác gì đĩa đệm vậy mới được hả? Mẹ Mimi Kiki bị đau lưng à?
Nhường tí nha, nhường tí nha. Nhường tí nha, nhường tí nha. Ê ê, nắm cái tóc của bạn đó nha. À, được nha. Cái này ai lên mà bế đó bà Hương về để mất cười. Yeah. Yeah. Kẹt, kẹt, oh kẹt, my kẹt. God. Lắm. Kẹt, kẹt, kẹt. Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Cứ cho mở cái đi, cơ hội mở, mở đi đã rồi chạy xuống sau. Ra mở luôn, chắc mở luôn. Rồi hai cái mùi rồi đó. Cái cặp số 3 khó mở. 298 đúng không? Giờ mở được không? Chỉ cho mở nè. Bao nhiêu? Được chưa? Được rồi. 29 được chưa? Được rồi. 298 mở ra đi. Được chưa? Rồi. Rồi từ từ nhá, bây giờ dù gì thì cũng thua rồi, mấy anh đi với em về kia oai cái. Đi với em về kia oai cái. Đi. Chiều luôn. Thức hàng như vệ sĩ đi trời. Đứng phía sau, đứng phía sau. Đi. Chiều người ta đi. Đúng rồi. Chấp luôn, chấp luôn. Chấp đi, chấp đi. Đó, đúng rồi. Từ từ. Mấy ông... Nè. Rồi, được chưa? Đi nha. Đấm nó. Rồi ơi. Oh no. Ê, có thẻ mà. Ê, có thẻ mà. Có thẻ mà. Có thẻ mà. Có thẻ mà. Thẻ mà. Ê, cái thẻ xài được mà, cái thẻ xài được. Xôi luôn mà. Trời ơi, cài thảy vậy. Ôi, lòi cái hài rồi, lòi cái hài. Lòi cái thẻ đấy sao? Lòi cái thẻ đấy sao? Lòi cái thẻ đấy sao? Có thẻ hả? Có thẻ hả? Có thẻ không? Có thẻ mà. Quăng cái xuống sông đi. Quăng cái xuống sông đi. Thẻ đi quăng xuống sông. Kẹt mơ gốc của người ta đó. Đi từ từ thôi, đi từ từ thôi. Anh đi vòng số 8 cho em. Tăng 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 tăng. Thì ra dẻ. Mấy đứa hay ra dẻ vậy chết sớm lắm nè. Làm màu nè, làm màu nè. Ừ. Mình tin bạn cứu được mình. Tăng 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 tăng. Ba 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 ba. Các anh em có biết ở đâu là cái vali của giá trị nhá đâu? No. Chỉ ở tôi sao? Đâu? Hả? Cái số 4 này. Chạm là tính giờ rồi, chạm là tính giờ rồi. Chết rồi, tay mồ hôi quá. Chết rồi, tay mồ hôi quá. Tay mồ hôi quá kìa. Chết rồi, tay mồ hôi quá. Thôi từ từ đi, không ai hối đâu. Ê, tôi mặc cái tay mồ hôi quá. Từ từ bình tĩnh, làm từ từ chậm chậm thôi. Xách cái vali về luôn. Chạy đi, chạy đi, chạy luôn, chạy luôn. Xách cái vali về luôn. Chạy luôn. Ôi giời, lên 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 lên. Nhóc đi chỗ luôn. Oh no!
Ê cô đi ơi, tí mày trèo lên tận trên bờ trèo bậc thang lên trên kia kìa. Ừ đấy là đi bê về đi, bê về. Chồng ơi, bắp đánh đi. Mọi người ơi, cổng mang đất về chỗ đi. Tội nghiệp quá à. Mình có ý này, mình có ý này. Chồng mảnh qua đất cây, cưa qua cưa lại đi. Chồng mảnh qua đất cây, cưa qua cưa lại đi. Ờ, đúng. Ê, che bạn đất lên cây đi. Che bạn đất lên cây đi. Chơi đi mà. Hai bà ơi, ngồi thắng Mai luôn á. Con ngôi sao may mắn rồi đúng không? Con ngôi sao may mắn sợ gì? Ngôi sao may mắn thì được gì vậy? Chả lẽ thua. Ngôi sao may mắn được cộng thêm 5 giây. Cộng thêm 5 giây hả? À, được cộng thêm 5 giây thôi. Bà đi từ từ, bà đi nhanh vậy. Em mình lên cổ vũ không ta? Mình lên cổ vũ à? Bạn đưa đội mình về đi, đưa hai bạn kia về đi. Bạn mở tiếp vali của mình đấy. À, vali mình đây rồi. Ủa, sao ông nội vệ sĩ gì vậy? Ê, thôi chơi đi. 50 ra. 50. Cái gì vậy anh ơi? Vô vô vô. 5 tụ đi. Ê à, đi vô đi, xích vô, xích vô, đem xích vô rồi. Thêm tụ ơi, cho thêm tụ ơi. Nào, nào, rút ông nào. Rút nha. Rồi xong. Rồi xong. Dàn à, dàn non à, chưa gì mà dàn non, ai chưa dàn non. Rút rồi, rút rồi, rút tiếp à. Rút tiếp nào, tiếp. Tiếp nha, nữa không? Nữa. Đúng rồi. Ủa thôi, tao thông minh như vậy. Kiểu mà kiếm đâu. Đánh chị dắt anh cái mà kiếm. Chị dắt. Ủa gì vậy? Thôi, oh my god. Trời ơi. Đi về đi nè. Cắt lương hết luôn á. Rồi, lực cuối cùng. Thần nước. Đúng ra. Em là anh chọn em lấy. Ok. Mời chị Nguyệt. Hello mọi người. Mệt đâu. Mệt ha. Trời sao em có hộp sữa lên vậy má? Ngon. Đếm đi bao nhiêu người? Em uống bên đó cho mọi người uống đâu. Miếu. 2. Bắt tay coi. Tay. Cho mượn cái kính đi. No. Không cho mượn là người ta không lấy được rồi. Không cho mượn là người ta không lấy được rồi. Thôi. Cẩn thận bạn ơi, móc cái mắt người ta ra rồi. Nhìn gì không? Hả? Cái gì? Nhìn gì vậy? Rồi, xem nè. Cố lên, đu nè, cố lên. Úi dồi ôi, từ từ thôi. Có muốn trả công không? Có muốn trả lương không?
Bạn muốn trả lương không? Con muốn trả lương không? Lấy lương không? Lấy lương chưa? Lấy lương chưa? Chưa đúng không? Hỗ trợ dùng cái. Ok, lẹ lên. Uy đấy, uy đấy. Ẩm quăng lên cây đi. Mở rung luôn kìa, mở rung luôn kìa. Lẹ lên. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, có lấy lương không? Còn vô ăn cơm. Được đấy, được. Cho cứu về với, cứu về với. No! Dơ cao lên. Chậm chạp quá. Đúng rồi, quạt. Ôi, quạt luôn rồi. Dơ cao lên. Bây giờ, từ, đứng hai bên. Bê về. Bê về. Bà mất uy quá. Mình đứng với hai bên. Lát nữa còn trả lương. Thế trả lương nó đâu? Lấy lương đó. Nhìn đằng trước, mình cứ nhìn thẳng thôi. Rồi hai thằng này sao? Cứ nhìn thẳng thôi. Sao vậy? Rồi ẩm về, ẩm. Lấy lương không? No! Bây giờ có lấy lương không? Ôi, lương là tôi phát. Lấy lương không? Bây giờ này, mở cái kính ra nói chuyện với nhau này. Lương tháng không thể nào bằng lương tâm được. Cầm dùm mình cái. Bắt nó gì? Bắt nó gì? Bây giờ bạn có muốn lấy lương không? Con này lương cộng mấy đây? Yes! Hey, what happened? Này thì đứng. Yeah. Này thì đứng hả? Rồi, sau lượt chơi của đội 2 thì đội 2 được rất là cao điểm, 40 điểm. Yeah. Chúc mừng nha, nhờ các bạn nắm tiểu phẩm đó. Đó, các bạn làm việc đi. Làm gì của mình đi. Lẹ ra mấy má đi, lẹ đồ đi. Trời ơi, vệ sĩ gì mà để người ta lấy đồ của mình rồi. Chạy, em kiến nha. Đứng cậy sợ bị bắt quá, mời các anh vệ sĩ ăn nấm không? Cầm cái đó là hỏi lãnh lương. Được, cầm cái đó là lát nữa cầm ra lấy, mở lấy bát lấy lương. Đúng rồi. Chính xác rồi đấy. Chính xác là như vậy. Bắt đầu hiểu. Đúng rồi, cầm càng cao bắt càng nhiều hình được càng nhiều tiền. Ok, tới khúc giao giải rồi. Đứng gì đợi mình đi. Đấy. Ủa, quên rồi thì thua mà. Ừ, đúng rồi. Rồi, đây, các bạn sẽ được rồi. Leo lớp. Wow. Sao bảo là đội 2 được cao điểm? Yeah, cao điểm 40 điểm đó. Cảm ơn nha. Ê, các bạn sẽ được một chiếc chìa khóa. Ơn nghĩa gì? À, bên mình có chìa khóa mà. Sai xíu là mình kêu mình lấy cái cuối là được rồi. Bạn ơi, bạn em cái cây này người ta thiết kế này bạn bắn lên trời. Sao em bắn với đầu tôi? Bắn bu phân mặt luôn rồi. Giật cái cà bình. Tôi cũng giật mình mà tôi cũng đang bắn với đầu tôi. Xin lỗi, mình lần đầu là cái gì? Xài cái này mình không bạn chơi bút chi hay gì? Để bài sắp rút tôi bắn cái để bài chạy luôn. Ủa nhưng mà cái ý nghĩa của việc bắn pháo hoa là gì vậy? Chúc mừng. Chúc mừng các bạn đã chiến thắng. Wow, cảm ơn bạn nha. Mặt vui quá ha. Em mình còn cái nào không để tôi chúc mừng bạn quay trở lại với lớp học. Okay, bây giờ thì sẽ trao cái phần thưởng này lại cho bé Lan Hương nha. Ủa không chơi cũng có quà hả? Nghĩ mình không chơi nữa, bây giờ mình trao cho các bạn cái bản đồ này. Nữa hả? Wow. Ok. Chúc các bạn may mắn. Okay. Bây giờ ai sẽ đại diện nhận cái bản đồ này? Có chơi không? Bên đây đi. Mong là bạn nha. Nè. Ê, đĩa bay kìa. Hả? Hả? Đâu? Ai làm mẫu nhìn cái để tôi biến hình được không? Ok, nhìn nha. Rồi, lại đi.
chim kìa. Chim kìa. Ôi, ôi. Ở đâu rồi? Ủa? Chạy đi rồi. Chạy đi rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chạy đi rồi. Chạy như nào? Em thấy chạy gì nè. Chạy như nào? Em thấy chạy gì nè. Con chạy đúng không? Biết hình đúng không? Tôi biết hình đúng không? Bạn sai rồi, bạn nó chui dưới đất rồi. Tôi đã nói là đây là thằng điên mà. Ê, có khi nào mình bị phá không? Oh my god. Bị giận á, bị giận. Ê, cái này dông á. Bị che mắt tới biết đâu, che mắt còn dắt đi nè. Thôi đi đi. Ê, thế còn đồ vệ sĩ đứng kia hoài hả? Kệ đi. Ê, lấy luôn. Không lấy luôn. Nhanh lên, đi dạy đi, dạy đi. Ok. Nè, bây giờ đi vòng qua đây. Đi vòng qua bên đây. Chào mừng tất cả các bạn đã vào được lâu đài bí ẩn. Và đây, kho báu của chúng tôi. Những linh vật huyền bí. Mời các bạn tới lấy. Nếu các bạn có đủ bản lĩnh. Sao tự dưng hôm nay sợ quá à? Ông nghiêm túc nghe vậy? Sao không khí nó nặng nề quá mọi người? Ê, vui cái lạnh lạnh mọi người ơi. Ơi, mà chuyện ghê quá à. Ghê quá à, cho mày đẹp. Mày quay chúng đâu? Ôi. Làm sao chúng được? Xin giới thiệu với tất cả các bạn. Đây, người bảo vệ linh vật. Được chạy bằng cơm. Không bao giờ trúng được, tôi bảo đảm không bao giờ trúng được đó. Ghê vậy? Làm sao trúng được? Hay vậy. Wow. Nhưng nếu có trúng thì xui rồi. Rồi ok. Ghê hả? Không hay à. Ngừng lại. Quay nút. Chúng nè. Kỹ năng lúc nào cũng có. Ê, ngầu quá. Để đến với thử thách tiếp theo, tôi xin vào luôn chủ đề. Đó chính là thông điệp trò chơi. Trò chơi này đòi hỏi các thành viên phải có một sức dẻo dai và phản ứng nhanh nhẹn, ứng biến để vượt qua các chướng ngại vật. Đây là cuộc đua tập thể đòi hỏi khả năng phối hợp đồng đội của các thành viên để đưa ra những phán đoán chiến thuật phù hợp với những thử thách. Cuối trò chơi, quản trò là tôi đó sẽ trao huy hiệu Tony cho đội chiến thắng. Wow. Và trò chơi này mang tên là né bóng xoay. Trong thời gian quy định 4 phút là mỗi đội chơi phải tìm cách làm sao đó để lấy được vật phẩm ở khu vực dưới đây, có nghĩa là những linh vật của chúng tôi. Người nào bị bóng đánh trúng là sẽ bị loại, còn đội nào được nhiều vật phẩm hơn là sẽ chiến thắng. Ok, đơn giản vậy thôi. Chúng ta có thể chia đội chơi. Dòng này chúng ta có thể là chia tự do, các bạn có thể tự nữ do. Về với nữ đúng. Hãy nhớ hãy dùng chiến thuật nha. Đây là chiến thuật, là sự nhanh nhẹn khéo léo. Chứ đúng rồi, đúng nữ. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Tôi về đội cô đi. Con nữ nó nhiều quá, có nhiều sự lựa chọn. Nữ nhiều quá. Nữ nhiều quá tí hôm nay mới cho thể lực thì sao? Kệ ta. Để hết rồi chơi. Ủa mất cười. Không, bây giờ vậy. Tôi kéo rồi mấy bạn luôn. Có một cái chiến thuật á là mình không thể nào để thịnh bên team mình mà phải đi bên team kia được. Tại vì mình sẽ thua. Thôi. Bây giờ như này. Tôi thích sang kia. Đúng rồi. Cái này tôi nói mọi người biết, ai sang được bên này đấy là niềm vinh dự. Bây giờ chúng mình xuống ai thắng thì sang bên này, được chưa? Thắng luôn. Ôi, chúng mình xuống đi. Đừng bao giờ khinh địch. Khinh địch à? Hay vô. 1, 2, 3. Rồi, anh em thì không được phá ngủ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiếc quá. Chúng mình đã được để bên niềm vinh dự. Số phận rồi. Đây có ai là người được chọn?
một hai các bạn Ok, các bạn chia đội xong rồi chưa? Quá đã rồi. Cho Lady Pet đi. Lady Pet hả? Tụi mình không thích nhường nhịn. Đúng vậy, chơi chứ. Chơi chơi cho đàn bèn, con bèn quá tốt ra sushi. Trời ơi, cái gì đi? Mày bắt cóc. Mày chứng tỏ hôm nay mày là người may mắn cho tao rồi. Hỏi. Đúng rồi. Ủa, bây giờ là thắng chơi trước hay thua chơi trước? Thắng có quyền quyết định. Rồi, ok. Su sang si. Cái gì vậy anh ơi? Điểm 1, 2, 3 là hay có điểm, hay có điểm mày. Hay có điểm mày. Chắc chưa? Không, cái đầu đúng tác giả. 1, 2, 3. Các chị em, mình thắng rồi, mình có quyền quyết định đó. Thì sao đi? Ok. Cho mình đi kia trước đi. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok, bây giờ quản trò chưa sẵn sàng. Tôi cảm thấy quay bóng như thế này là sẽ không có độ kịch tính, cho nên là chúng tôi cần phải tăng tốc lên. Xin mời. Ôi mà ơi. Ok. Ôi mà ơi. Oh my god. Quay như vậy đều văng cái não ra luôn á. Quay như vậy đều văng cái não ra luôn á. Bắt đầu sao? Được điều khiển đấy, được điều khiển đấy. Ô, cổ máy của tôi có thể có thể nhắm mục tiêu và đập nha, thấp xuống cô máy ơi, thấp xuống kìa. Ê, đưa rồi. Này, cầm. Wow. Ôi. Anh. Ê. Ui. Ê. Vậy, nhắm mục tiêu á. Đúng rồi. Nhắm mục tiêu đập. Đúng rồi. Cô mày ra tiền quả rồi. Cô mày ra tiền quả rồi. Xin mời anh ra ngoài. Bỏ cái con nó ra luôn nha. Hay quá. Đập. Đẩy rồi, bạn nó tiền. Đập kia một đập. Tiến hóa rồi. Hay quá. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ tổng kết linh vật mà đội thứ nhất đã đạt được. Bây giờ chúng ta đếm nha. Đếm từ bên đây qua trước. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Ai số 17. Bây giờ tôi giải quyết với nhau á. Bị bú nè. Bị bú hay gì đây? Mấy bà để đi. Bụng ta gì mà bụng nó vậy kêu đẻ. Này bây giờ đẻ là phải sinh đôi nha. Sinh một được không nhận nha. Người ta ăn nhiều đừng có phải body Samsung nhau nữa. Không, đây là bị ưu biểu. Thằng Google nhà thời thứ ba.
tự nhiên ôm nhau nhanh vậy? Thì để không hiểu luôn, nói gì không hiểu. Ui, tự nhiên mông bà này bự quá. Tự nhiên mông bà này bự quá. Thôi bạn cứ nhìn mông mình. Vậy là đội của bạn được 16 con đúng không? Không phải. Không. Làm gì có. Có. Ê, bạn đừng có sờ lưng tiên nhân. Đây dễ dạo lắm. Có đâu. Có đâu. Ghê quá. Tự nhiên nhìn mông ta. Ờ, ghê quá. Có nhìn đâu? Không nhìn sờ gì vậy sao? Lấy. Lấy cái gì? Sờ. Sờ. Tự nhiên sờ. Sờ coi có không? Có cái gì? À không. Cái đó, cái nãy giờ đó. Tôi là bác sĩ đến để khám thai và kiểm tra thai nhi nào. Thai có thai đâu. Thế cứ tự để vậy. Ê, tôi nghe đầu mạng bị chỉ. Ê, tôi nghe đầu mạng bị chỉ. Tốt rồi đi. Hết rồi, hết thời gian rồi, hết thời gian. Nói này là cuộc chơi, chứ không phải là hợp gia đình nè. Không phải là hợp dân phố à. Bây giờ tóm lại là đội của bạn được bao nhiêu linh vật? 20. Thôi trả đi. Trả đi, chúng mình là những người phụ nữ chính trực. Đây, hết nhá. Còn một con nữa. Một con gì nữa mà, hết rồi. Ok, về tổng kết là đội đeo bảo hộ màu đen được 17 linh vật. Ok. Tôi có cảm giác được thưởng một con. Ừ. Chúng mình tâm sự nha. Chúng mình tâm sự nha. Che lại. I love you. Quá nhiều sự rù hết ở đây. I like you. Vô nè, 2, 3. I love you. Chúng tôi đề nghị đổi máy, cái máy này biến chất rồi. Rồi, vô nè. Bạn ơi, mồ hôi bạn đổ kìa. Oh no. Ờ, em chậm mồ hôi nên đừng có đập lắm. Em nha. Chừng nào em lấy gấu thì cứ đập em. Còn em chậm mồ hôi không có đập. Đúng rồi. Mình là con gái không mà mình là con trai thôi. Đúng rồi đó bà. Đúng rồi đó bà. Đúng rồi đó bà. Nha bà. À chưa có ạ. Thôi qua đây qua đây. Về đây thương. Mời bạn vào vị trí ạ. Rồi. Cách xa ra một chút xíu. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi. Kỹ sẽ. Vừa lắm. Tôi nghĩ là kỵ sĩ giữ linh vật này có bộ hơi bị lỗi rồi. Đổi người. Oh my god. Oh my god. Chết rồi. Phải nụ này. Nhìn là biết tôi đưa cho anh này làm rồi chứ tôi làm gì nổi. Anh ơi. Bây giờ vô xem nè. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tại mình còn quay tới khuya rồi. Cái máy chủ nữa bạn không chỉ cầm được đó. Sẵn sàng chưa? Rồi. Chơi thôi. Chơi. Nhẹ thôi bạn. Nhẹ thôi, đúng rồi, nhẹ thôi. Giờ khóc tháng rồi. Giờ sao? Quay ra đánh chúng mọi người đi, robot ơi. Wow. Đánh chúng đi. Wow, mọi người, chúng mọi người nha. Phải chúng mọi người nha, robot ơi. Chúng người. Chúng người, đúng rồi. Chứ chúng mới phát được 50 ấy. Chúng phát cho 50. Quá trời né rồi. Đúng rồi. Tăng mức quăng lên cho em, quăng lên cho em. Mạnh lên. Chị chở trong đó thôi, chị quăng lên cho em. Ghê vậy. Quá trời skill.
Ai lấy hai cưới? Ai lấy hai cưới? Không được. Rơi xuống nước luôn. Không được. Ôi, để lại đàng hoàng. Eo ơi, bên này ấy quá. Bên này ok quá ha. Ơ kìa. Mạnh lên, mạnh lên. Hey, what happened? Ok, ơi. Ok, ơi. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Mới đẻ ra. Mới đẻ ra. Hết thời gian kìa. Hết thời gian kìa. Ăn gian kìa. Ê, ăn gian kìa. Ê, ăn gian kìa. Đúng rồi, đập mọi người mọi người. Đập thẳng mọi người luôn được mà. Ê, gì vậy? Tự nhiên nó ăn gian, không ăn gian, ăn gian, ăn gian. Ủa, ăn gian kỳ vậy? Ủa, sao tự nhiên bỏ đi không? Người ta không, đây mọi người ăn gian, ăn gian. Ăn gian. Kìa, lấy mọi người hai con kìa. Kìa, lấy mọi người hai con kìa. Đi đây không bao giờ đập được luôn. Đập không được. Cầm ngắn lại, cầm ngắn lại. Cầm ngắn lại, cầm lại. Đúng rồi. Chúng ơi. Bóng lên. Đúng rồi. Bóng thùng mới được mà. Đập. Cái này là bình thường. Ủa? Trả lại. Mang ở đây nè, mà bị bắt lấy không hả? Trả đây. Em bị lại rồi. Game over. Đúng rồi. Ở kìa, lấy tận hai con kìa. Lấy tận hai con kìa. Trời ơi, bên này đúng rồi. Không được anh. Còn 30 giây. Lấy hai con rồi chị. Chúng chân rồi. Anh ra đây một con kìa. Ê, thôi được rồi. Các bạn ơi, xông vào đi. Tôi sẽ là người hy sinh. Đau quá. Yeah, hết giờ. Quá trời ơi. Bạn có bị sao không? Lấy hết giờ. Sao rồi? Bạn đi cấp cứu thôi. Được chết trong tay bạn là niềm. Là liềm. Ờ, đã sao một đứa mày dính dữ dây thế nhờ là tụi mình phải bắt đi mất thôi. Rồi. Ê, đếm. Không phải đếm đâu. Tôi cứu hết đội quân lớp Manto rồi. Trời ơi, ngại quá. Vì hồi nãy là cũng không có kiểm soát được là mỗi người có lấy hai con, đúng không? Đâu có đâu. Không ai lấy đâu. Check ba đây mọi người. Check ba đi. Thì sẽ chơi thêm một vòng nữa. Và vòng này sẽ đặc biệt hơn là chúng ta chơi tự do. Có nghĩa là hai đội cùng chơi, nhưng mà mỗi người sẽ lấy được một con thôi. Nếu ai phạm vi thì sẽ bị phạt và loại ngay lập tức. Ok. Rồi. Bây giờ khi mà lấy linh vật ra, chúng ta phải để đàng hoàng là để một bên. Nếu mà nó lộn xộn thì sẽ không tính linh vật đó. Ok chưa? Ok. Và tôi sẽ là người tự tay. Tôi sẽ là người tự tay quay bãi chạy bóng này. Ok. Được chưa? Chạy thôi. Ê, ví dụ cho khoảng trò quay 10 phút đi mình cũng vào. Đúng rồi. Quay đi mình đi ngủ. Thank you.
Khó đấy, khó đấy. Khó đấy. Khó đấy. Ui. Quên tay. Ôi. Ôi. Này 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 này. Lêu lêu. Lêu lêu. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ đổi chiến thuật. Ai cho mà chơi. Chạy 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 chạy. Chết rồi. Game over. Game over. Chạy vô chị. Ôi, ra tới đây sao quá không? Không. Tới đây sao quá. Còn ai? Còn ai sống? Còn ai nhiều lắm. Tiếp con, đi. Còn ai sống? Còn Minh Tý nữa à? Vào lấy đi chơi. Minh Tý kìa, Minh Tý kìa. Trời ơi đấy. Trời ơi đấy. Quật xuống quật đi. Cứ nằm gái dụ luôn đây. Vào luôn, vào luôn. Trời ơi, tính ba trâu xuống. Trâu xuống đi. Xin sức mạnh của biệt đội Man Châu Gang. Hay quá. Còn ai rồi? Còn ai rồi? Thế còn Luna với cả Minty kìa. Còn Luna, Minty à? Hả? Chết hết rồi. Chết hết rồi. Còn nữa Minty ơi. Cứ từ từ nhá, cứ từ từ. Đó sức mạnh hồi sinh. Sức mạnh hồi sinh. What? Hồi sinh. Hồi sinh. Ê, đây là hồn ma nha. Hồn ma gì? Hồn ma cũng được chơi chứ. Sợ quá à. Tiếp em đi tì ơi. Cái gì vậy? Anh quản trò anh ấy mệt rồi. Anh quản trò anh ấy mệt lắm rồi. Oh no! Anh là trò trả đấy. Ê, muốn lấy gì đó lấy. Muốn lấy gì đó lấy. Lấy lấy lấy. Lấy lấy lấy. Lấy lấy. Chạy ra, đừng là chạy ra. Anh nhờ, anh nhờ. Ok, ok. Rồi, rồi, rồi. Ok, ok. Lấy ba con kìa. Ôi, lấy tận ba con kìa. Bơ kìa, ok. Mọi người ơi, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 Nhanh 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 15 16 17 18 Bên kia thôi. 17 18 19 20 21 22 23 con luôn. Bên kia ăn gian quá. Ok, kết quả cuối cùng là
16 đúng không? 16. 16 linh vật. Bên đây là 23. Tuy nhiên. 23 tuy nhiên. Tuy nhiên. Lúc nãy là lúc cuối cùng là Luna. Ông ba con lấy 4 linh vật không tính. Thì vẫn là 19. Đúng rồi. Vậy đội chiến thắng. Xong rồi trong lúc nghỉ giải lao bạn Luna lại đi lấy thêm. Tôi nói cho các bạn biết là bây giờ các bạn thắng phụ nữ thì cũng không vinh quang gì. Hiểu không? Thôi thua đi. Mình có biết gì đâu. Mình có biết gì đâu. Chúng tôi đã chết chết pha rồi. Mình... Đội bên đây chiến thắng. Đội bên đây chiến thắng. Yeah. Yeah. Thôi chị em thắng rồi. Rồi Huy Hiệu. Ủa Huy Hiệu đây đâu rồi? Không phải sao, đeo rồi, đeo rồi, đeo rồi. Tự đeo luôn hả? Là tự đeo luôn hả? Cái này. Wow. Cái này có vẻ hơi gọi là cái gì? Cơ cấu nhỉ? Cơ cấu. Tự dưng cái nó leo lên đây nó ngồi. Nhưng mà còn cái gì khóa nữa. Rồi bên này. Khóa bên kia luôn. Cảm ơn bạn. Rồi. Yeah. Sao giờ đội thắng này quyết định chứ sao giờ. Ok nhưng mà tôi sẽ trao cái bản đồ này cho đội thua. Để đội thua hay quá ta. Cho luôn đi. Hả? Bây giờ có bản đồ rồi các bạn xin mời. Get go. Hẹn gặp lại bạn. À thôi không gặp lại đâu. Bên này. À bên này hả? Trời đã gần sáng rồi. Chưa tối luôn rồi. Vẫn... Chúng mình đã bị dính lời nguyện rồi. Sao lại mặc đen thua vậy? Như mấy con quả. Tại sao lại mặc cái quần bó đến Tại sao lại mặc cái quần bó đến mẹ thế này? Sao tình yêu này? Ôi. Ủa? Sao tình yêu mặc đồ bó vậy? Ê, nhưng mà hợp nha. Ê, cô đi ơi, cô đi bị gù hả cô đi? Cô đi ơi, cô đi bị gù hả cô đi? Oh my god. Ôi, ôi. Quên mình có vợ rồi. À quên mình có vợ rồi. Wow. Lấy bạn la đầu tiên, đứa bạn la đầu tiên. Mà bứt cửa. Nghe lên đi cô đi. Nghe bị trao dở. Người ta buồn kìa mấy bà. Nghe bị trao dở. Người ta buồn. Sao vậy? Nghe bị trao dở. Sao ở trong chú buồn rồi? Hỏi thế gian tiền là gì hả? Tiền là gì hả? Tiền là gì? Tiền là gì kìa? Không phải, hỏi thế gian tiền là gì? Không, tiền là gì? Tiền là gì? Thế là tiền hay tiền? Cô đi trả lời đi. Trả lời đi. Sao sáng lại hung ta giờ sao? Cô đi lại trả lời kìa. À, tiền là gì? Nhưng mà sao buồn vậy? Không biết tại sao hôm nay buồn quá. Không có tình yêu đúng không? Chồng chưa không có bạn trai nên là buồn. Chồng chưa không có bạn trai nên là buồn. Không có bạn trai nên là buồn. Người ta nói thẳng rồi đó. Nói thẳng rồi đó. Hẳn rồi đó. Thẳng lắm rồi đó. Không có bạn trai nên là buồn. Thấy chưa? Yêu là chết ở trong lòng. Rất tiếc cho Lâm Du. À nhưng mà hồi nãy. Trời ơi. Hồi nãy bị chu chu hung rồi. Hồi nãy chu chu mới hung mình cái nhau nhưng mà lúc mà chu hung mà chu chu biến thành đàn ông đó. Là có đúng nhân ngu hôn nam chưa? Ủa hôn nhau mà không nhầm rồi, cái đó huy chu hả? Chu huy chu không phải trong chu. Bây giờ sao? Kiểm tra lại xem như nào. Bây giờ tụi này làm chơi cho Chu vui được không? Ok. Sao hết buồn ta? Muốn vui mà cười khạc khạc luôn không? Cười khạc khạc lại đó. Là cười sao vậy?
à. Tụi tôi mua vui chơi chung chung nhé. Ok mọi người. Yeah. Yeah. Bây giờ bố chơi mới nha. Ok. Thử thách vũ điệu hoa hồng. Vũ điệu hoa hồng. Các chạy sẽ nhảy theo nhạc cho đến khi nhạc kết thúc thì bắt đầu di chuyển. Bạn nữ sẽ đứng lên chầm bạn nam và di chuyển đến vị trí lấy hoa hồng bằng miệng. Sau đó bạn nam cũng bạn nữ di chuyển qua cầu thang bàn. Di chuyển qua cầu và dùng miệng cắm hoa vào bình, sau đó quay trở về tiếp tục lấy hoa. Trong quá trình chơi, các tụi không được để chân bạn nữ chạm đất. Trong nguyên cái quá trình đấy luôn á. Là chân không được chạm đất. Trong cả quá trình là không được chạm đất. Lại từ đấy lúc mà trong chu nói thấy cô đi đầy lắm, câu nào cũng dịch được luôn á. Chăm chú luôn. Đúng rồi. Người ta là gọi là tương thông á. Người ta có cái từ sáu cái đúng không đó mà tôi sao cái đúng không đó là tôi. Tự nhiên hiểu tiếng Hàn luôn. Tôi kết nói. Em đã kêu cái đó là huy chu. Huy chu mà. Huy chu. Ủa đó huy chu hả? Huy chu, cái này là chơi chu. Tiếp nha. Trong vòng 5 phút, tôi nào thành công cắm nhiều hoa hơn sẽ chiến thắng và nhận được chìa khóa từ quán trạm. Muốn dịch đâu, muốn dịch đâu. No! Okay. Đó là không hiểu là hỏi. Ok. Tiếp nha. Thông điệp trò chơi. Trò chơi là dịp để các thành viên thể hiện khả năng nhảy múa của mình. Đồng thời trò chơi còn đòi hỏi sự phối hợp ăn ý với nhau để hoàn thành thử thách. Kết thúc trò chơi, quán trò sẽ trao huy hiệu Ace cho cặp chơi có thành tích xuất sắc nhất. Xuất sắc nhất. Hay dữ vậy. Này, đi xuống dưới nước là sặc là đúng rồi gì nữa. Bây giờ, dân chị sẽ công bố quy tắc chia cặp. Quy tắc chia cặp? What? Có nằm sôi dậy, mỗi bạn nữ sẽ trong một đầu dây. Một sợi dây, một đầu dây. Đầu dây đó. Đúng rồi. Những bạn còn lại cũng trong một đầu dây. Chọn một đầu dây. Những bạn cầm chung một sợi sẽ thành một cặp. Ok. Mọi người hiểu không? Hiểu. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Lần đầu tiên, nữ sẽ chân trước nha. Ok. Cầm thôi, chưa dịch nha. Tập trung nha mọi người. Ơi. Hay là chúng mình một người phải làm nữ nữa. Không có, bên kia 5 sợi. Bên đội kia chặn đi kìa. Dạ, ok. Đừng quay lưng nha. Không, Trung à? Con. Trời ơi. Một, hai, ba. Oh my god! Sai sống rồi! Báo rồi! Hôm nay chúng mình đã không cùng tần số rồi. Chơi thử cũng là hai đứa này. Bây giờ chơi thật cũng là hai đứa này. Số phận rồi. Phải bù hoài, đúng không? Mưa nào mà hấp cảnh.
không? Không có đâu bạn ơi. Thật ra biên tập kêu gì vậy nè? Cái gì giáp anh ơi? Giống chung mà đồng ý chơi cho cậu luôn. Giống chung mà đồng ý chơi cho cậu luôn. Chơi không? Chơi không? Chơi không? Ôi trời! Ôi trời! Đừng khóc! Đừng khóc! Nam! Đừng! Nam ơi! Đừng có nhảy Nam! Đừng có nhảy! Đừng! Đừng có nhảy Nam! Đừng! Đừng có nhảy! Đừng! Đừng có nhảy! Đừng có nhảy mà! Vì những câu chuyện đó do bài hát của cô đi nó nhiệt mọi người. Ảo thật đấy. Ảo thật đấy. Ảo thật đấy. Ba anh em. Ba anh em. Oh no. Cứu tôi trời ơi trời. Đúng rồi con. Ủa đi chơi gì đó kỳ diệu mà. Thôi mình chơi đi. Mình chơi đi. Ai chơi trước đây? Thôi được, để cặp tôi chơi trước nha. Okay. Ủa sao bạn chọn hai vậy? Chơi luôn, sợ gì đâu, đằng nào trở về chơi. Ủa đằng nào cũng thua đúng được. Không? Nhưng mà các bạn thấy gì không? Thuyền đánh ra khơi. Thuyền gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? À cái thuyền tàu ngầm đấy à? Cái thuyền tàu ngầm đó. Nãy giờ trúng hoài luôn đó. Thuyền đánh ra khơi chưa đến nơi đã chìm. Không sao, nó chìm thì nó đi ngầm. Đúng tàu ngầm. Tàu ngầm mà. Đừng bắn vô cái loa nha mọi người. Ê chưa được bắn nào. Vậy? À bà đâu? Không à, bà đâu. Ôi trời, ủa trời sao chưa bắn em. Chưa được bắn. Ê thôi. Đầy nước Thái Lan à. Ê từ. Rồi cẩm đi. Xin phép em cho anh chơi tí. Xin phép em cho anh chơi tí. Nani? Ủa trời ơi. Cái gì vậy? Lên. Chưa, đi chân. À, quên, đi chân. Ui, đi kiểu này đi. Hay đi kiểu nào? Đi kiểu này được hơn. Thôi đi, em phải quay người ngược lại thì không, em đi kiểu này đúng hơn. Đi kiểu nào nó cũng kỳ thôi. Quay ngược lại thì mới lấy cái kia được, mới lấy cái bông được. Đi lên kia đổi. Không đổi được. Kiểu xuống là mình đánh. Chiến thuật của người ta. Chiến thuật kệ người ta đi. Không đổi được. 1, 2. Tao đâu thế. Bắn. Không có gì đau hết. Bằng cú đánh của Honey. Không có gì đau hết. Không có gì đâu, không ai bắn nhở. Sao mọi người yêu thương mình quá nhở? Phải gác xuống rồi mới bắn. Cái đi rồi ba. Oh no. Chưa. Không có gì đau hết. Không có gì đau hết. Đừng rớt anh ơi, em thấy cái bên này nắm mình ghê lắm.
lên, nhanh lên. Cố lên. Sắp tới rồi. Không có gì đau hơn hết. Không có gì đau cả. Em đâu có đau đâu mà anh đau. Chạm rồi. Chạm rồi, chạm rồi. Chạm cái gì? Chạm nó mà chạm. Thôi, chạm vui. Cứu mi. Anh chạm ngay danh. Thôi, bây giờ là em. Ok. Anh đứng yên thôi nhá. Anh giữ em nè. Anh giữ em. Quay lại nè. Quay lại nè. Chạm đất trong nè. Úi giời. Úi giời. Bây giờ được ra ngoài đúng không? Nè, đây nè, đứng đây nè. Đứng ngay mức. Ra ngoài rồi, ra ngoài. Nhưng mà không được chạm. Hơi kỳ nha, không được chạm tay của bạn. Hơi kỳ nha, không được chạm tay của bạn. Từ, đây, anh làm cùng em cho nó đỡ kỳ nhá. Con cho đỡ thật không? Rồi. Phải đi cười thật nghiến răng dữ vậy em? Sao mặt lườm dữ vậy? Em đang căng thẳng lắm á, em đang căng thẳng lắm á. Anh xin phép em. Được chưa? Thôi, bây giờ là cong đúng không? Bây giờ anh di chuyển ra ngoài đi, em lên cho nó đỡ đau chân. Không cần. Lên nào mời nè, ta lên nào mời nè. Hay quá. Sao nhẹ dữ vậy? Nhẹ hiểu vậy? Hồi đó là đất làm vậy được với tôi đó. Không phải đố. Tôi làm được. Nói chứ bình chế bọn này nè. Chờ đấy. Bình chế nha mọi người. Đau lắm đấy. Thường thế đấy nha. Oh no. Ê! Bắn mọi người đâu? Bắn vào sàn mà. Bắn vào sàn hơi chân anh em, bắn vào sàn hơi chân nè. Bắn vào sàn được bắn mọi người. Không bao giờ luôn. Bắn trước mặt á, bắn trước mặt á. Ở trên đây còn căng thẳng hơn. Ê, thôi đừng đi. Thôi bắn đi. Bắn hai bên. Bắn vào sàn, đừng bắn mọi người. Không có là bắn vào người ấy. Phải bắn vào người thì bắn vào người khi nào được chạm đất thì mới bắn được. Cảm ơn. Cánh vô. Phải làm thế này mấy lần rồi. Cố lên. Phải cắm vào nha. Cố lên. Sống lên, anh em. Từ. Sao cái cây này nó gây lửa vậy? Ê, tôi thấy cái gì kỳ kỳ đó. Thấy cái gì kỳ kỳ đó. Cắm cái bầu mè. Ê, bây giờ anh cắm cái này. Được, dùng tay thôi. Cũng được. Nhảy không xuống là được. Cắm lẹ đi, Benny tức lắm rồi. Nhảy lên. Nhảy lên. À, sao lần hai nó vẫn đau hơn lần một vậy ta? Công nghệ ba. Tí chúc mừng mấy đứa nha. Oh no. Tôi thấy gót của Luna chạm rồi nha. Chạm rồi. Hãy chạm. Trời đất ơi. Bắn luôn có cục đờm luôn á. Hết nước rồi. Chạm ơi. Hết rồi. Ôi, không có chạm. Sao cái đường này nó dài thế? Nó tới đây thôi nè. Qua cái chỗ này hết đau khổ rồi. Dài hơn cái đường 38 lắm chưa? Chạm ơi.
không hề trả luôn á. Ok. Được. Ok. Ông ngoại em bắn từ lỗ tai này lòi ra tay này luôn á. Dã man thật. Cố lên. 1 2 3 2 Mày bắn cái gì vậy? Mày bắn cái gì vậy? Tí nữa chị có đu anh người em á, em sẽ nhúc chị lên một tí để cái lực chị đạp lên trên em nó sẽ đỡ lên một tí. Sắp gì? Sắp gì? Sắp ra chưa? Sắp đến nơi. Chưa bước tiếp sẵn. Đi lần trước. Hết giờ. Trời ơi, chịu đau đớn làm gì thì không được thêm lần nữa. Nhảy đi. Sao cho ra dáng dancer nha. Đừng có bắn ăn gì đâu. Hai dancer. Cái này đó là phần thưởng. Ta lẽ họ té nước. Đúng rồi. Cái này là mưa. Tóc. Rồi đi kìa. Này không bắn người tóc nhưng mà cúi đầu. Kêu không bắn vào tóc mà vậy nè. Ghê nhưng mà cái thế này đi hơi kỳ chút thôi. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Thôi, gần gần vào. Ngậm cành hoa, ngậm cành hoa. Đúng rồi, ngậm cành hoa nơi. Rồi này. Sao cổng nè, sao cổng chuyển chuyển làm sao không cho chạm chân này. Làm sao coi được nào. Cổng phải cổng, phải cổng cho chị ghê ghê. Cổng cho các bác ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, té đi, té nè. Chân tay nè. Ngược rồi về đây chơi về quá ngược. What?
Cố lên. Trời ơi, cái chân kìa nghiêng 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 con đò té cài bạch xuống sông. Wow. Hay thi. Hay quá. Mọi người tránh ra. Gan. Đâu. Đâu. Hết giờ luôn. Cố lên. Rồi. Chạy đi. Ê bây giờ thấy tội lỗi quá, con nên bắn nữa không ta? Không bắn nữa đâu, thua với bạn quá. Thôi, bọn em tự làm nhạc nè. 1, 2, 3 ta cùng hò hoan nơi đây. Mọi người bên nhau ta thật mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng vui sống lên. Happy birthday chúc nhiều happy. Ôi. Lúc này tôi lại muốn hát bài. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Trời đất ơi, đi nổi rồi, xuống đất luôn rồi. Chưa. Đau quá. Đau quá. Qua đến bên kia là sự thành công của nó. Mình không cần. Ê, lại. Thì tưởng sẽ có chứ. Thế thì vậy thì mình bắn lên trời cho mát. Rồi, 2, 3. Sẽ chữa lành những vết thương. Chúng mình ngủ chưa ta? Ước tôi bà ơi. Trường thế. À đây đang cong cái ngón chân lên để đỡ đây này. La to như tim này. Không sao đâu. Cái nỗi đau này tôi hiểu mà. Còn nhiều cái đau hơn nhiều. Thời gian sẽ chữa lại những vết. Tôi hiểu bạn đã vất vả như nào. Chúng mình là đàn ông mà. Tôi respect bạn. Ok. Không sao đâu. Đều vĩnh vương cái chân xuống đất rồi, chân xuống đất rồi. Chưa mà. Bạn thân nha, yêu cầu bạn thân né thôi nha. Sắp rồi. Kiếp nạn thứ nhất đã qua rồi. Kiếp nạn thứ hai mới kinh khủng. Quay lại. Dâm lên thoải mái. Anh đừng thoải mái quá. Rồi, ra ngoài. Dâm lên. Thôi, đừng bắn nữa. Hey, what happened? Thịt nó che hết rồi này. Chị kem. Em đã thấy anh ở đồi em mà anh qua kia anh bỏ cái bông hoa lên trên bồn là sao? Là sao? Là có thịt thật sự chơi không? Là có thịt thật sự chơi không? Bắn cái gì đây? Bắn gì đây? Siêu năng lực hiểu không? Thật sự chơi không? Chơi. Ai gà khao lên lưng đây? Đây, quăng tay ra đây. Em nó tắt rồi. Quăng tay trái. Rồi. Nhìn thấy cưng quá, cưng vô đây. Cố lên. Lên từ. Ôi, hay là anh có thể ế em ra được không? Anh có thể ế em ra được không? Oh my god. Anh nghĩ là được. Ok. Chạy. Rồi, anh giữ được, không sao. Mà đến cô hả? Em bị thắt vị địa điểm đó mọi người. Oh.
Thôi đừng bắn nữa. Đấy thôi. Nước này dơ lắm. Mưa. Mưa trong lầu, mưa trong lầu. Chúng tôi tịt ngòi rồi. Ê, cẩn thận kia ngã nha. Thời gian thôi à. Ê, lãng mạn quá nè. Có lãng mạn kinh khủng. Cặp tình nhân đi với tôi. Ê, đi chậm thôi, đi chậm thôi. Chậm chậm, từ từ nha, từ từ nha, từ từ nha. Không có đền cho anh Thịnh được đâu á. Đúng rồi. Mọi người có nhu cầu đi vòng 2 không? No! Xin thua luôn đi. Xin thua đi, xin thua đi. Chú mẹ xin cứu, chú mẹ xin cứu. Ê, bây giờ đổi lại cho Fanny ở đẻo dưới. Hả? Ác. Ác thiệt. Hết giờ. Đúng. Chú hết giờ đúng không? Nữa. 2, 3. Anh ơi, không mấy mình đi cái hả nhanh lẹ rồi đi. Ui, anh cũng muốn nhanh lắm em. Hơn ai hết. Fanny thông thả quá. Fanny thông thả ghê. Tôi là tôi đi cái gói mà chả mất nhiều nhiều rồi đó. Oh no. Chơi xịt kiện chân. Cho nó đi rồi nó mới khó đó. Hay á. Xoay lại, xoay lại, xoay lại. À ok, à ok. Ủa là sao trời? Ủa là sao cái chân xuống đất mà đúng không? Chị thấy cái chân xuống đất mà đúng không? Em quay ngang cái khay ra. Đúng rồi. Rồi lên đi. Trời ơi, Giang. Trời đất ơi, cái đội này mà thắng với tôi ngồi đây. Tôi tức chết mất. Ê, không có cầm. Rồi trời ơi, đội này không phạm quy, không ai đội nào dám phạm quy luôn á. Cái này không dám thở được á. Thở rủi rủi nè. Hết giờ đi mọi người. Hết giờ. Cho cay. Một, hai, ba. Vì khi ta biết yêu thương, biết thương những thứ trên đời, nên rất chân hoài là đi rì lắm. Nên tên rất biết ta đã. Ta đã ta đã ta đã. Là ngày ta sẽ là ngày mình lớn. Hết. Lên. Lên. Lên sao rồi, lên sao. Oh no. Đi. Từ từ thôi. Đi chắc. Là rút được.
là đúng chưa? Từ từ ơi, Tùng ơi, từ từ ơi, Tùng ơi. Đừng để chị tôi rớt xuống bà ơi. Đúng đúng rồi, chúng tôi sót chứ. Ê! Từ từ thôi. Đi từ từ nữa nè. Cẩn thận nha. Từ từ. Rồi, đúng rồi. Cẩn thận. Ôi, được rồi. Xe lại. Không qua được. Lẽ này chơi ăn gian chúa. Đúng rồi. Trời, ăn gian chúa. Hả? Ê! Bất chấp rồi. Bắn tiếp. Chơi đúng luật nhất luôn á. Tại mình là đúng nhận luật nhất luôn á. Từ từ ơi, Tùng ơi. Lo chị Hương kinh khủng luôn á. Phải chi? Từ từ. Phải chi? Phải chi? Rồi, dùng phút. Phải chi? Thắng rồi. Thắng rồi bà. Chưa. Nãy đội em cũng 2 cây. Tiếp. Hết giờ đi chị, cho hết giờ đi. Nhanh lên. Tí nữa cả đội mình ướt rồi đúng không? Cả đội xuống hồ luôn, xong rồi đứng trêu đó. What? Ok, đi. Làm gì mà xuống vội thế? Bây giờ cho đi cái thảm này luôn. Anh em ạ, đứng đây anh em ơi. Bắn chưa? Anh em bắn chưa? Mọi người ơi, cho đội này qua cầu nha, Láo bị tạo. Ủa, mày nhìn ra rùa. Ngồi đây đâu này? Nàng tiên cá. Mấy bà chơi gian hả? Khỏi bà khỏi. Oh my god. Đi. Mọi người chuẩn bị hỏa lực. Lên. Đi. Quay. Nhanh lên. Tạc. Ôi lẽ tình bạn của chúng ta mà các bạn nỡ làm nào làm vậy sao? Nó. Chắc chắn rồi. Nó. Quá. Đây á. Chị tập ở đâu vậy? Đâu rồi?
Làm sao? Làm đâu vậy? Ờ, giờ chị hết buồn chưa? Chị hết buồn chưa? Bắt đầu buồn lại. Tại sao trời? Cười khạc chưa? Trời trời này, tất cả đều thành viên đều này vất vả rồi và cố gắng rồi, nên là Dung Chu sẽ đưa tất cả mọi người chìa khóa nha. Yeah. Mọi người, chị Hương nhặt. Mọi người, Dung Chu tiếp. Chị tiếp nha. Yeah. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Giờ ở đây có mình nhìn Dung Chu là xinh nhất thôi, nhìn của em này như có như con mèo. Đâu, chú mèo cũng như con mèo. Em nó xinh nhất mà. Nãy mà la tao nhất đó. Bà chạy vào đầu tiên á. Ơ bây giờ bản đồ là mình đi đâu nữa? Vậy là bây giờ mình đi hết để mình tiện lại bơi. Ok. Thì đi. Đây là đi bơi rồi. Thôi. Thôi, cách mình. Thằng Mãi hả? Xin chào bạn chim phải. Chúng ta đều là bạn chim phải. Chim trái. Được cùng chơi đây. Đi thôi. Không Lê Đức nha, hàng real. Đâu chứng minh xem nào. Ôi đúng rồi. Công nhận. Cái gì á? Ê, what? Rồi xong. Tôi tìm ra trước mà.